tay test âm thanh bôi của dòng 1 2 18. AK bộ vít. Hai cây hiệu AK nha. Anh bảo là đại lý có nào mày. Đây là BMW của Tâm Nguyễn. Cái bô lên nghe coi. Chứ anh trong nhà kìa. Phải từ xong a bơi. Bơi chết xong rồi. Phun nồi. Xe mình thì đang mới giá vỏ, mở ra giá một lỗ, chuẩn bị ráp vô.